Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình huyện Nghi Xuân. Chương trình hôm nay có những nội dung chính. Đoàn công tác của huyện tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh phía Bắc. Thường trực huyện ủy tham dự sinh hoạt đảng tại các chi bộ cơ sở. Nghi Xuân tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2016. Tổ chức bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, cùng các hoạt động nhân đạo tình nghĩa. Phóng sự, tiên điển nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý và điều hành thực thi nhiệm vụ của cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và làm tiền đề cho lộ trình thực hiện đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2016. Đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, và đồng chí Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dẫn đầu, đã có chuyến tham quan học tập kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh phía Bắc và thành phố Hà Nội. Cùng tham gia có các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đoàn đã đi tham quan thực tế các mô hình VAC của huyện Tam Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là những huyện đi đầu trong việc quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, đa dạng các loại hình, sản phẩm chăn nuôi trong quy mô hộ gia đình. Mạnh dạn trong việc hỗ trợ đầu tư cho người dân phát triển mô hình với quy mô trên 500 con gia cầm trở lên, hỗ trợ giá giống, thuốc thú y, thuốc khử độc, xây dựng đường ô tô trục chính dẫn đến khu chăn nuôi và thực hiện liên kết trong bao tiêu sản phẩm. Đoàn đã đến tham quan các làng nghề truyền thống ở ngoại thành Hà Nội, nghề làm chổi đót ở Phú Phương, Hà Đông, đã trở thành nghề chính của không ít hộ gia đình. Có những tổ hợp tác thường xuyên có từ 5 đến 10 lao động có việc làm với mức bình quân thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một người. Sản phẩm không chỉ được tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều nước thuộc Đông Âu và Đông Nam Á. Làng Chuông nằm bên dòng sông Đáy thuộc xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, cách trung tâm Hà Nội trên 30 km, cách Hà Đông khoảng 20 km. Xưa kia, làng Chuông sản xuất nhiều loại nón, dùng cho nhiều tầng lớp như nón ba tầm cho các cô gái, nón nhô, nón long, nón dấu, nón chóp cho các chàng trai và những đàn ông sang trọng. Nón làng Chuông còn là cống vật tiến hoàng hậu, công chúa. Phát huy truyền thống làng nghề trong những năm gần đây, sản phẩm nón của làng Chuông tiếp tục được cải tiến, thiết kế theo nhiều mẫu mã đẹp, phục vụ cho ngành du lịch trong và ngoài nước. Trước chương trình làm việc với huyện Đan Phượng, huyện đầu tiên của Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đã dẫn đoàn đến tham quan Trung tâm Văn hóa huyện, được xây dựng vào năm 2013 với tổng kinh phí 117 tỷ đồng. Đây thực sự là một trung tâm văn hóa, có nhiều hạng mục công trình đảm bảo về mặt kiến trúc, nhà bảo tàng lưu giữ nhiều hiện vật lịch sử có giá trị và mang tính giáo dục truyền thống cách mạng. Tiếp đó, đoàn đã đến tham quan mô hình phát triển kinh tế nghề mộc tại xã Liên Hà. Các khu kinh tế trọng điểm đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn, trường học mầm non đa năng, cánh đồng trồng hoa ở Liên Trung, Liên Hồng. Các vùng được quy hoạch trồng cây ăn quả và làm việc với cấp ủy chính quyền xã Hạ Mỗ. Cụm công nghiệp làng nghề xã rộng gần 10 ha, có 226 hộ sản xuất kinh doanh, thu hút khoảng 3.000 đến 4.000 lao động địa phương và các tỉnh thành lân cận. Làng hoa xã Liên Hồng, Liên Trung với diện tích trên 350 ha được trồng nhiều loại hoa quý hiếm. Trước đây chỉ có ở Đà Lạt, nay đã được trồng đại trà trên địa bàn huyện Đan Phượng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt và có bàn tay của chính quyền trong công tác quy hoạch vùng sản xuất. Tại chương trình làm việc với lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng, đoàn đã được nghe Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện báo cáo kết quả sau 5 năm xây dựng nông thôn mới và việc phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới của thành phố Hà Nội vào cuối năm 2015. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, trực tiếp, thường xuyên, kịp thời của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, sau 5 năm thực hiện chương trình, kết quả thực hiện 19 tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt được những thành công đáng mong đợi. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông nội đồng hoàn thành đã tạo tiền đề vững chắc cho việc quy hoạch lại sản xuất, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao.
Thành công trong xây dựng nông thôn mới ở Đan Phượng hôm nay, một phần không nhỏ là nhờ nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện. Trong tổng số hơn 1.955 tỷ vốn bố trí cho xây dựng nông thôn mới tại Đan Phượng, thì có đến gần 500 tỷ là vốn xã hội hóa. Thành công trên cho thấy sự sáng tạo trong lãnh đạo, sự nhiệt huyết tận tình của cán bộ thực hiện và sự đoàn kết đồng thuận của nhân dân toàn huyện. Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đã chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các địa phương, các làng nghề huyện Đan Phượng, đã tạo điều kiện tốt nhất để đoàn thực hiện hiệu quả nội dung chương trình tham quan, học tập, trao đổi những kinh nghiệm quý báu, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới. Trong đợt tham quan học tập lần này, đoàn công tác của huyện Nghi Xuân đã được một số tỉnh, các huyện ngoại vi thành phố Hà Nội chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là những bài học quý để Nghi Xuân xây dựng các mô hình mới có hiệu quả cao và bền vững, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và làm nền tảng cơ bản để xây dựng huyện Nghi Xuân trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2020. Chiều ngày 2 tháng 10, đồng chí Trần Báo Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã về dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Thành Long, xã Xuân Thành. Cùng dự có các đồng chí Phạm Tiến Hưng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Trần Xuân Ngọc, trưởng ban tổ chức huyện ủy, đồng chí Trần Trọng Hồng, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy cùng đại diện một số ban đảng của huyện. Chi bộ thôn Thành Long, xã Xuân Thành hiện có 22 đảng viên. Trong tháng 10 năm 2016, chi bộ đã tổ chức thành công đại hội chi bộ và đại hội thôn, lãnh đạo chỉ đạo công tác chăm sóc diện tích lúa mùa và hoa màu, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kê khai đền bù về ảnh hưởng của sự cố môi trường biển cho bà con ngư dân, tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo tính bền vững và tiến tới xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các đảng viên trong chi bộ thảo luận đóng góp nhiều ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2016, trong đó tập trung thực hiện tốt việc triển khai sản xuất vụ đông xuân, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn, xóa đói giảm nghèo, tiếp tục phát động nhân dân chỉnh trang vườn hộ để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu với các đảng viên chi bộ thôn Thành Long, bí thư huyện ủy Trần Báo Hà đã ghi nhận sự nỗ lực và kết quả của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Các ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đảng viên đóng góp cho chi bộ. Đồng chí đề nghị trong kỳ sinh hoạt tiếp theo, chi bộ thực hiện tốt hơn quy trình sinh hoạt chi bộ theo quy định, đánh giá toàn diện sâu sắc hơn việc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt phân tích rõ tồn tại hạn chế để đề ra giải pháp lãnh đạo sát thực, khả thi hơn. Đồng chí bí thư huyện ủy nhấn mạnh, chi ủy chi bộ Thành Long rà soát lại các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2016, góp phần tích cực cùng Đảng bộ xã, Đảng bộ huyện triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cần nghiên cứu kỹ kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy. Phải chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kê khai đền bù ảnh hưởng sự cố môi trường biển, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, chung sức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Chiều ngày 3 tháng 10, đồng chí Trần Báo Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã về dự buổi sinh hoạt chi bộ ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm. Cùng dự có đồng chí Phan Thị Kim Oanh, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và các đồng chí đại diện các ban đảng. Chi bộ thôn Phú Vinh có 14 đảng viên. Trong tháng 10, tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên, nhân dân ổn định. Chi bộ đã tiếp tục lãnh đạo đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và giữ vững thôn văn hóa. Về phương hướng nhiệm vụ tháng 11 và thời gian tới, được chi bộ và các đảng viên thảo luận góp ý, xây dựng nghị quyết thực hiện một cách sát với tình hình của thôn. Tháng 11 là tháng quyết định cho việc hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu để xã về đích nông thôn mới. Chi ủy đã xác định rõ vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, đề ra giải pháp thực hiện từng phần việc cụ thể. Sau khi lắng nghe ý kiến của các đảng viên, đồng chí Trần Báo Hà, bí thư huyện ủy đánh giá cao tinh thần chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt đảng nghiêm túc, đúng quy định của chi bộ thôn Phú Vinh, ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết thẳng thắn trên tinh thần xây dựng của các đảng viên nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đồng chí bí thư huyện ủy đề nghị thời gian tới, chi bộ thôn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ đảng viên và nhân dân nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của từng đảng viên trong xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa, chỉ đạo tăng gia sản xuất, quan tâm đến đời sống dân sinh,
đặc biệt là phải hoàn thành việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu để được công nhận trong tháng 11 này. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đã về dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại thôn Phúc Mỹ, xã Xuân Mỹ. Cùng tham dự có đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đại diện các ban đảng. Chi bộ thôn Phúc Mỹ hiện có 30 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ thôn Phúc Mỹ đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chi bộ luôn duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng, đảm bảo về thời gian, nội dung và số lượng đảng viên tham dự. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên trong xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết. Tại buổi sinh hoạt thường kỳ, đại diện chi ủy đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ trong tháng 10 và thảo luận thông qua nghị quyết để tổ chức thực hiện trong tháng 11 năm 2016 với một số nội dung cụ thể: làm tốt công tác tuyên truyền trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự của chi bộ thôn Phúc Mỹ. Đồng chí cũng gợi mở một số giải pháp để chi bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Theo đó, chi bộ cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển đảng viên, lãnh đạo nhân dân, đẩy mạnh khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, quán triệt đầy đủ các chủ trương nghị quyết của Đảng đến từng đảng viên và quần chúng nhân dân, làm tốt công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa sắp tới. Tại buổi sinh hoạt chi bộ ở thôn Dương Phòng, xã Xuân Hải, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Trần Trọng Hồng, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy cùng lãnh đạo các ban đảng đã về dự sinh hoạt chi bộ tại đây. Chi bộ thôn Dương Phòng có 21 đảng viên. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ và nhân dân thôn Dương Phòng đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Sau khi nghe báo cáo nhanh một số kết quả đạt được, Ban Cán sự cấp ủy thôn cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã thảo luận một số nội dung quan trọng tập trung cho tháng 11, như công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà văn hóa thôn, triển khai công tác chuẩn bị sản xuất vụ đông, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, v.v. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Dương Phòng đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý một số nội dung quan trọng mà chi bộ cần thực hiện tốt trong thời gian tới. Đó là đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đồng chí mong muốn mỗi đảng viên trong chi bộ phát huy hết trách nhiệm của mình, tập trung vận động tuyên truyền nhân dân trong các công tác xây dựng nông thôn mới, các hoạt động tại địa phương. Bởi các đồng chí đảng viên trong chi bộ là những cánh tay nối dài của đảng tới quần chúng nhân dân, là người trực tiếp gần dân nhất. Đồng chí cũng đề nghị chi bộ cần quán triệt đầy đủ các chủ trương nghị quyết của đảng, thực hiện tốt chỉ thị 05 CTTVK của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 29 tháng 10 năm 2016, Ban Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Nghi Xuân phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tổ chức thành công Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2016. Sự kiện tiếp tục là minh chứng rõ ràng cho tinh thần nhân đạo và nhân văn cao cả của đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức viên chức thuộc các cơ quan đơn vị, trường học, lực lượng công an quân sự trên địa bàn huyện. Đến dự và chứng kiến Ngày hội Hiến máu tình nguyện có bà Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ông Hà Chu Lệ, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện cùng lãnh đạo các địa phương đơn vị trên địa bàn huyện. Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Hàng ngày, hàng giờ, trên cả nước chúng ta vẫn luôn gặp những hoàn cảnh rất khó khăn vì không có đủ máu kịp thời cung cấp cho những ca cấp cứu. Những đơn vị máu quý giá từ chương trình hiến máu nhân đạo đã cứu được tính mạng của rất nhiều người bệnh đang cần đến máu. Ở huyện Nghi Xuân, hiến máu nhân đạo là hoạt động thường niên được Ban Vận động Hiến máu tình nguyện huyện tổ chức mỗi năm hai đợt, mang thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, thu hút đông đảo các lực lượng tham gia, nhằm sẻ chia những giọt máu nghĩa tình với người bệnh, đồng thời nâng cao ý thức về sự sẻ chia đối với xã hội. Đây là chương trình thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Em là Trần Lê Đức, ở đoàn xã Xuân Hồng, hiến máu đây là lần thứ tư. Em xác định biết là hiến máu là bằng tinh thần nhân đạo, thì em bằng tinh thần tự nguyện nhân đạo đó là tuyên truyền cho các đoàn viên thanh niên ở xã mình đi hiến máu, giúp những người
năng khiếu máu. Sau khi đơn vị triển khai kế hoạch hiến máu nhân đạo thì trên cơ sở lấy tinh thần tự giác xung phong của cùng chiến đơn vị thì cơ bản là mà đơn vị là lấy tinh thần xung phong thì 100% cán bộ chiến sĩ đơn vị là đều hăng hái xung phong đi hiến máu. Hiến máu là một hoạt động mà mình chia sẻ những cái giọt máu của mình để có thể là giúp đỡ được những người cần thiết ạ. Và em thấy là một cái hoạt động rất là có ý nghĩa và em cũng muốn tham gia. Kết thúc ngày hội đã thu về gần 206 đơn vị máu an toàn, vượt chỉ tiêu đặt ra 83 đơn vị máu. Số đơn vị máu này sẽ được chuyển về khoa huyết học và truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cứu sống những người bệnh, giúp ngành y tế giảm bớt khó khăn về tình trạng thiếu máu. Sự thành công của ngày hội hiến máu nhân đạo ở Nghi Xuân không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng của các ngân hàng máu hiện nay, mà còn thể hiện tinh thần nhân đạo, nhân văn cao cả của cán bộ đoàn viên, thanh niên, công chức viên chức lực lượng vũ trang huyện Nghi Xuân. Vừa qua, Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ chuyên trách nông thôn mới xã và bí thư chi bộ thôn năm 2016. Trong thời gian 4 ngày, 108 học viên đã được truyền đạt các kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới với 8 chuyên đề, quan điểm, định hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới đảm bảo nông thôn mới Hà Tĩnh phát triển nhanh bền vững, quy trình và những bài học kinh nghiệm trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, tư vấn hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng, thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 2 tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, quản lý sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, Nghi Xuân đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện huyện đang quyết liệt chỉ đạo thêm 4 xã về đích trong năm nay. Qua lớp tập huấn lần này đã giúp cho đội ngũ cán bộ cấp thôn nắm vững các kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ban tuyên giáo huyện ủy vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 10 năm 2016, đồng chí Trần Trọng Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị đã được nghe một số thông tin thời sự nổi bật của thế giới hiện nay và tình hình kinh tế chính trị của cả nước cũng như của tỉnh, của huyện trong 9 tháng qua, nhất là phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới của huyện Nghi Xuân. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã có nhiều cách làm mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã tập trung chỉ đạo và có sự vào cuộc từ rất sớm. Đã có 54 tiêu chí được các địa phương cam kết hoàn thành trong năm 2016, có 23 thôn đăng ký tham gia cuộc thi xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh. Tại hội nghị, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Trần Trọng Hồng đã định hướng một số nhiệm vụ cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới. Đó là tiếp tục tuyên truyền chỉ thị 05 CTTVK của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các kế hoạch hướng dẫn của huyện, đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, nhất là sản xuất vụ đông, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của quê hương đất nước, tuyên truyền thực hiện kết luận 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về một số chủ trương, nâng cao năng lực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, về sắp xếp, tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 3 năm 2016. Dự lễ bế giảng có đại diện các ban đảng của huyện ủy Nghi Xuân. Tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng lần này có 41 học viên của 18 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. Trong đó tuổi đời trẻ nhất là 17, cao nhất là 43. Trình độ đại học cao đẳng có 20 đồng chí, còn lại là trung cấp và tốt nghiệp phổ thông trung học. Trong thời gian một tuần, các học viên được trang bị 5 bài học dành cho đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng của Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, được bổ sung và phát triển năm 2011. Nội dung cơ bản về điều lệ Đảng, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp học nhằm giúp cho các học viên nâng cao về lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ
từ đó xác định đúng hơn mục tiêu phấn đấu vào Đảng. Sau khi hoàn thành chương trình học, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức cho các học viên viết bài tu hoạch, đánh giá chất lượng. Kết quả số học viên đạt loại khá và giỏi chiếm 81%, còn lại đạt trung bình. Hội làm vườn xã Xuân Yên vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi nhiệm kỳ qua, bàn phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Trong những năm qua, Hội làm vườn xã Xuân Yên đã tích cực vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Phát huy tiềm năng đất đai, khí hậu và nguồn lực, qua đó phong trào làm kinh tế VAC đã khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, vượt khó vươn lên của đông đảo nông dân trong toàn xã. Từ những hoạt động của phong trào đã xuất hiện nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi, biết khai thác tiềm năng đất đai, sức lao động, sử dụng đồng vốn có hiệu quả, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay toàn xã có 610 hộ đạt tiêu chí hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp trung ương 8 hộ, cấp tỉnh 14 hộ, cấp huyện 23 hộ và cấp xã đạt 561 hộ. Tiêu biểu cho phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương là gia đình anh Phan Văn Thành ở thôn Yên Khánh, ông Hoàng Văn Hải ở thôn Yên Liễu. Đại hội cũng được nghe các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến, đặc biệt là các hội viên làm vườn giỏi, nhằm trao đổi kinh nghiệm làm ăn để các hội viên cùng học hỏi kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đại hội cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Thông qua Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hà Tĩnh và Hội Chữ Thập Đỏ huyện Nghi Xuân, tổ chức từ thiện của bà Mai Thúy Linh công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và đoàn của Hội Chữ Thập Đỏ Singapore đã về huyện Nghi Xuân trao 9 tấn gạo cho bà con nhân dân vùng bị thiệt hại do lũ lụt gây ra ở xã Xuân Giang và Xuân Viên. Tới dự cùng trao quà cho bà con nhân dân có ông Hà Văn Châu, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, bà Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ông Lê Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Do ảnh hưởng của áp thấp, thời gian vừa qua, người dân miền Trung đang phải oằn mình gánh chịu hậu quả của những cơn lũ dữ, trong đó có huyện Nghi Xuân. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 10, bà con xã Xuân Giang và thôn Trung Sơn xã Xuân Viên được nhận những phần quà từ tổ chức từ thiện của bà Mai Thùy Linh và đoàn công tác của Hội Chữ Thập Đỏ Singapore. Mỗi hộ gia đình được nhận 20kg gạo. Sáng ngày 1 tháng 11, Hội Chữ Thập Đỏ phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ huyện Nghi Xuân đã trực tiếp đến thăm và trao tặng quà cứu trợ cho người dân bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua tại xã Xuân Lam và học sinh trường tiểu học Xuân Hồng 2. Đợt này, xã Xuân Lam có 50 hộ dân được nhận quà của Hội Chữ Thập Đỏ phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, mỗi suất quà 300.000 đồng. Và trên 500 học sinh của trường tiểu học Xuân Hồng 2 được hội tặng vở viết và sữa uống. Trong đó có 30 em học sinh được nhận quà bằng tiền mặt, mỗi suất quà 500.000 đồng. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta, mà còn là niềm động viên an ủi giúp các gia đình bớt đi một phần khó khăn vươn lên trong cuộc sống, động viên các em cố gắng vươn lên trong học tập. Ngày 2 tháng 11, tại Ủy ban Nhân dân huyện, Viettel Hà Tĩnh chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội tại Nghi Xuân đã phối hợp với Hội khuyến học huyện tổ chức lễ trao học bổng vì em hiếu học năm 2016 cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng đại diện lãnh đạo thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã đến dự. Chương trình vì em hiếu học với sự tham gia của 4 đơn vị là Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam được kéo dài trong 10 năm, bắt đầu từ năm 2014 đến năm 2024. Với thông điệp khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn, chương trình khuyến học vì em hiếu học không chỉ hiện thực hóa hàng chục nghìn ước mơ nhỏ bé của các em học sinh hiếu học, mà còn kêu gọi cộng đồng, tổ chức cá nhân cùng chung tay tiếp sức cho hàng triệu giấc mơ hiếu học khác của trẻ em nghèo trên toàn quốc. Đây là lần thứ 3 chương trình trao học bổng vì em hiếu học được triển khai thực hiện ở Nghi Xuân. Lần này, Viettel Hà Tĩnh đã trao tặng học bổng cho 90 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhiều nỗ lực vươn lên học tập tốt ở các trường tiểu học và trung học cơ sở ở 9 xã vùng ven biển của huyện, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương từ đầu năm không nằm trong diện các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016,
nhưng xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đưa quê hương Nghi Xuân ngày càng giàu đẹp, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đảng bộ và nhân dân xã Tiên Điền đã nỗ lực đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016 và là địa phương về đích trước 2 năm. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lâu dài, cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp công sức của nhân dân, nhất là khi xã đang gấp rút thực hiện những tiêu chí còn lại để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã Tiên Điền luôn chú trọng, chủ động tạo nguồn vốn kinh phí để đảm bảo các công trình được hoàn thành đúng tiến độ. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã tập trung lãnh đạo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân, qua đó huy động nhân dân tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Triển khai nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng mới và quyết tâm là về đích năm 2016, cho nên thời gian còn lại rất ít. Vì xác định với dân bây giờ là toàn dân phải vào cuộc, chứ không phải trước đây là xác định là mặt trận vào cuộc, chứ bây giờ là toàn dân, toàn cả cán bộ đảng viên phải vào cuộc để chúng ta tập trung sức người sức của đồng viên dân đóng góp để xây dựng để hoàn thiện làm sao nào cùng với xã, cùng với địa phương sớm đạt được mục tiêu cao cả mà đảng và chính quyền đã giao phó. Cụ thể là chúng tôi bây giờ trong khu vực thôn là chỉ còn 160 mét đường nội thôn là chúng tôi là hoàn chỉnh, còn cả cái đường ngang dọc bây giờ là đầy đủ rồi đó. Còn bây giờ là còn chỉnh trang lại cái khuôn viên văn hóa thì hiện nay là cái lọc gạch bờ lốc chúng tôi là lát rồi, còn xung quanh vỉa hè chúng tôi sẽ dùng đá mạt trộn với xi măng chúng tôi lát, và xung quanh bờ rào là quẹt để vui vẻ và làm hoàn chỉnh cái cổng chào. Còn trong khu vực nhà văn hóa thì đến bây giờ thì cũng là tương đối đầy đủ, nói chung cả cái thiết chế văn hóa chúng tôi là sắp đặt mọi cái là đầy đủ, hệ thống ánh sáng rồi hệ thống làm mát, và đặc biệt là chúng tôi là có cái đường điện chiếu sáng khắp thôn xóm, ngóc ngách mòn có hết. Để thành công trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Điền đã tiến hành kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới, phân công phân nhiệm cho các thành viên trong ban chỉ đạo cụ thể từng tiêu chí, bám sát từng địa bàn để vận động nhân dân tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, xã luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp vào thực tiễn của địa phương, cụ thể hóa các nội dung gắn với từng tiêu chí như làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, v.v. Công tác kiểm tra giám sát cộng đồng đối với các công trình đầu tư, giám sát thực hiện chương trình ở các đơn vị thôn xóm được tăng cường, chỉ đạo triển khai hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo nên sự phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Sau khi làm được hai đoạn đường này, nhất là đoạn đường thông tuyến từ bên cạnh bờ rào là Đại Thế Hồng Nguyễn Du và bờ rào thông suốt từ trong thôn xóm, đại đa số chúng tôi rất đồng tình và nhân dân rất phấn khởi và ủng hộ cái rất nhiệt tình cái kế hoạch này, và chúng tôi nhân dân rất hoan nghênh, rất phấn khởi và rất đồng tình cao với cái quyết tâm của chi bộ cũng như của nhân dân thôn Đồng Lam với sự đóng góp rất nhiệt tình và rất cao cả, thì chúng tôi đồng tình rất cao. Bằng nhiều cơ chế chính sách linh hoạt, trong những năm qua, Tiên Điền đã huy động gần 11 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương, vốn lồng ghép và nhân dân đóng góp. Cùng với việc góp công góp của khắp mọi làng quê, đâu đâu cũng sôi nổi phong trào hiến đất, hiến cây, hiến tài sản để xây dựng điện, đường, trường trạm, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác. Những việc làm thiết thực, những hy sinh thầm lặng, mình vì mọi người vì mình đã trở thành biểu tượng đẹp về con người mới trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Tiên Điền, quê hương của đại thi hào Nguyễn Du. Nhờ biết phát huy dân chủ ở cơ sở nên trong mấy năm gần đây, phong trào làm đường giao thông nông thôn ở Tiên Điền đã thu được nhiều kết quả đáng mừng.
Đặc biệt từ đầu năm 2016 đến nay, địa phương đã huy động sức dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng, hiến trên 300 mét vuông đất để làm được gần 1,4 km đường bê tông thôn xóm. Nhiều gia đình như ông Đệ, ông Khoa, ông Đoá, anh Hùng v.v. đã tình nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất vườn nhà mình để cho những con đường thêm rộng rãi, khang trang. Xây dựng nông thôn mới thì theo như bản thân tôi cùng các con, các cháu trong gia đình là coi như là tập trung để thực hiện cái chủ trương trên. Do đó cho nên chúng tôi sẽ thành thàn hiến tất cả đất đai cần bao nhiêu chúng tôi hiến hết để mà phục vụ con đường cho khang trang đẹp đẽ. Vì hoàn cảnh của tôi thường rất vất vả nhưng mà tôi thành thàn có vấn đề chi thắc mắc hết. Do đó tôi rất thành thàn để cộng hiến đường xã để mà có phục vụ đi lại cho đàng hoàng đẹp đẽ, xanh tươi cho con cháu tương lai sau này. Sự cải thiện đáng kể về hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất thiết yếu dân sinh. Chỉ tính trong 3 năm, từ năm 2014 đến năm 2016, Tiên Điền đã huy động sức dân làm được 5 km đường bê tông giao thông nông thôn, theo cơ chế hỗ trợ xi măng, với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 3,5 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động. Đến nay, 100% tuyến đường liên thôn cơ bản đã được bê tông hóa, 7 nhà văn hóa, trường học đều đạt chuẩn. Cùng với việc hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới, thì phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là việc làm hết sức có ý nghĩa, cần thiết trong việc thực hiện hóa 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã Tiên Điền đã chọn thôn Phong Giang là đơn vị lầm điểm. Với một thôn có 185 hộ dân, trên 750 nhân khẩu, đời sống chủ yếu là nông nghiệp, nhưng qua 2 năm triển khai, thôn Phong Giang đã huy động trên 1 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng như nhà văn hóa, khu thể thao, hệ thống điện, xây dựng mương thoát nước, chỉnh trang vườn hộ, trồng hàng rào xanh. Và đến nay, thôn Phong Giang đã đạt chuẩn 10 tiêu chí gắn với 10 yêu cầu theo quy định của tỉnh và huyện. Kết quả xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu ở thôn Phong Giang đã trở thành hình mẫu, cơ sở để phát động phong trào thi đua giữa các thôn trong xây dựng nông thôn mới ngay trong địa phương mình. Xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu á, chúng tôi xác định đều là một nhiệm vụ hết sức quan trọng mà cần phải chỉ đạo và thực hiện hết sức quyết liệt. Từ cái nhiệm vụ như vậy thì chúng tôi sẽ chia cho các đoàn thể, mỗi đoàn thể là phụ trách mỗi tiêu chí. Ví dụ như hội cựu chiến binh là phụ trách về tiêu chí đường điện, hội phụ nữ phụ trách tiêu chí vệ sinh môi trường, chỉnh trang các cây vườn nhà cửa. Còn về đối với hội nông dân thì chúng tôi lại phân cho là làm cải tạo vườn tạp và một cái số nội dung trong cái hỗ trợ các cái gia đình đặc biệt khó khăn. Còn bên đoàn thanh niên thì chúng tôi giao cho xây dựng bờ rau xanh, thường xuyên cắt tỉa, và trong cái một phần quan trọng nữa để đạt được trong môi trường xanh sạch đẹp thì thôn chúng tôi có xây dựng lên 4 cái ngày, tức là mỗi hội đảm nhiệm một ngày, từ ngày 15 mùng 5 15 25 hàng tháng. Riêng đơn vị thôn thì cuối ngày 30 thì chúng tôi quyết làm lại một tháng là huy động toàn dân. Và trong cái để xây dựng được cái kinh tế hộ thì tạo mọi điều kiện cho các cái hộ có cái vườn hộ đạt cái diện tích để chỉnh trang kinh tế vườn hộ, thì vận động các cái hội đến giúp đỡ dưới cái sự chỉ đạo và hỗ trợ của các đồng chí ở trên cấp xã về cùng hỗ trợ. Trong quá trình thực hiện nông thôn mới, Tiên Điền luôn xác định đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân là đề án quan trọng quyết định cho việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của địa phương, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Vì vậy, cùng với tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, Tiên Điền đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gắn với các tiềm năng thế mạnh của địa phương như chăn nuôi trồng trọt, khuyến khích nhân dân phát triển các mô hình về chăn nuôi lợn theo mô hình liên kết, chế biến lạc xuất khẩu, trồng nấm, v.v. Tiên Điền đã xây dựng được 23 mô hình, trong đó có 3 mô hình lớn, 5 mô hình vừa và 15 mô hình nhỏ. Tiêu biểu như mô hình sơ chế lạc xuất khẩu của anh Thắm, thôn An Mỹ. Bên cạnh đó, các mô hình đã có liên kết theo hướng sản xuất an toàn bền vững. Cùng với quy mô sản xuất hộ gia đình thì việc phát triển kinh tế tập thể, phát triển doanh nghiệp được chú trọng.
Đến nay, trên địa bàn xã đã thành lập mới được 5 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác và 3 doanh nghiệp. Hoạt động có hiệu quả. Với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Tiên Điền đã và đang thực sự góp phần làm thay đổi diện mạo nơi đây. Để đạt tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo, xã đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó mà đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, số hộ nghèo giảm đều qua các năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,1%, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng. Cùng với phát triển kinh tế, Tiên Điền đẩy mạnh phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh, xây dựng các thiết chế văn hóa ở vùng nông thôn gắn với nâng cao dân chủ cơ sở, đồng thời tích cực xóa đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững chắc. Đến nay, Tiên Điền cũng cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Qua thẩm định đánh giá kết quả về xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Tiên Điền được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu của huyện Nghi Xuân. Với cái sự nỗ lực phấn đấu của địa phương và xét thấy năm nay chúng tôi có đủ điều kiện để phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đã mạnh dạn là đăng ký với lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện là sẽ phấn đấu về đích trước một năm theo cái kế hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ xã khóa 21 nhiệm kỳ 2016-2021 này. Và năm nay thì chúng tôi phấn đấu về đích, và để về đích được thì một mặt là chúng tôi đẩy nhanh các cái chất lượng của các cái tiêu chí đã về đích và phải khẳng định là về đích một cách vững chắc. Còn cả cái tiêu chí phấn đấu trong năm nay thì hiện nay là ban chỉ đạo của xã, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc đang tập trung rất là cao cho cái việc là vạch ra cái kế hoạch, cái lộ trình, cái đường gắn rất là cụ thể cho công việc hàng tuần, hàng tháng và hàng quý, và xác định rõ là cái thời điểm về đích của các cái tiêu chí. Và quyết tâm của đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Tiên Điền là năm nay là chúng tôi sẽ phấn đấu đạt cái tiêu chí là xã về đích nông thôn mới theo cái lộ trình mà huyện đã có cái chỉ đạo. Trong cái quá trình thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới thì cũng có những cái vướng mắc và có những cái rất là khó khăn. Tuy nhiên thì đối với Tiên Điền chúng tôi có 3 cái tiêu chí mà cần phải tập trung cao. Một là tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật giao thông. Cái thứ hai là tiêu chí về môi trường. Và 3 là tiêu chí về trường học. Thì hiện nay là tiêu chí về trường học thì chúng tôi đang chuẩn bị khởi công cái trường học của nhà trường mầm non 2 tầng và 4 phòng học. Về với Tiên Điền hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự thay da đổi thịt hiện hữu trên từng đường làng, ngõ xóm. Sự thay đổi rõ nét của bức tranh nông thôn mới nơi đây chính là minh chứng cho sự hòa quyện của ý đảng, lòng dân trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên quê hương đại thi hào Nguyễn Du. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình huyện Nghi Xuân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.